Tinh tinh tinh. Xạ đen là loại dược liệu có thể sử dụng được cả thân, cành và lá, dùng tươi hoặc khô đều được. Một số bài thuốc phổ biến từ cây xạ đen như thanh nhiệt, lợi tiểu, thông kinh, phơi khô và xoa bằng xạ đen 15g, kim ngân hoa 12g, sau đó hãm lấy nước uống trong ngày. Tăng cường đề kháng, giảm căng thẳng, sắc lấy nước uống hàng ngày các loại dược liệu gồm xạ đen, nấm linh chi, giảo cổ lam mỗi loại 15g. Cây xạ đen có tác dụng gì với sức khỏe và chữa bệnh? Cây xạ đen còn được gọi là cây ung thư vì thành phần hóa học của cây có khả năng ức chế tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư phổi. Cây xạ đen có thành phần hóa học gồm polyphenol, sesquiterpene, triterpene, acid amin, quinone, flavonoid, tannin. Với những thành phần đó, cây xạ đen có các tác dụng dược lý bao gồm chống khối u. Các hợp chất polyphenol, flavonoid, quinone trong cây xạ đen có tác dụng ức chế tế bào ung thư phát triển, hóa lỏng tế bào ung thư để chúng dễ dàng bị tiêu hủy, từ đó chống hình thành khối u và di căn. Chống oxy hóa, các chất hóa học có trong cây xạ đen có khả năng chống lại các gốc tự do và làm suy giảm những tác hại của gốc tự do đối với tế bào. Chống nhiễm khuẩn, đặc biệt, hợp chất saponin triphenoid trong xạ đen có khả năng bảo vệ cơ thể trước tác nhân vi khuẩn xâm nhập. Về đông y, cây xạ đen có vị hơi chát và đắng, tính hàn và có những tác dụng sau: điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, hỗ trợ chữa gan nhiễm mỡ làm vàng da, giải độc, tiêu viêm, mụn nhọt trên da, ổn định huyết áp, hoạt huyết, giúp giải tỏa căng thẳng, an thần, tăng sức đề kháng, chữa khối u, trị các bệnh xương khớp, cột sống. Tùy từng bài thuốc liều dùng xạ đen sẽ tương ứng.